Hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang vừa phối hợp bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho người bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành và xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 450 người bán vé số lưu động lớn tuổi được xét nghiệm đường huyết, siêu âm, đo điện tim, khám bệnh và cấp phát thuốc điều trị miễn phí. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang cũng đã trao tặng những phần quà gồm mì gói, thực phẩm cho người bán vé số lưu động. Tổng kinh phí hoạt động khám bệnh và trao tặng quà trị giá 150 triệu đồng do công ty vận động các đại lý vé số An Giang đóng góp. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có hơn 14.000 người bán vé số lưu động, trong đó có rất nhiều trường hợp khuyết tật, bệnh hiểm nghèo cần được chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, việc tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người bán vé số lưu động lớn tuổi, khuyết tật có ý nghĩa thiết thực, chung tay cùng địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần chăm lo tốt sức khỏe cho người bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh, an tâm mưu sinh, ổn định cuộc sống.